Chào mừng các bạn đến với chuyên mục dự đoán cùng thể thao văn hóa. Sau đây chúng ta cùng đến với trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Pháp trong khuôn khổ lượt trận cuối bảng F Euro 2020. Những diễn biến hấp dẫn ở bảng F tử thần tiếp tục mang đến cho người hâm mộ những trận cầu đáng xem cho đến vòng đấu cuối cùng. Khi mà các bảng đấu còn lại khép lại, đội tuyển Pháp đã sớm giành quyền vào vòng knock-out nhờ có 4 điểm sau 2 trận đã đấu. Cụ thể nếu thua Bồ Đào Nha trong trận đấu cuối cùng này, những chú gà trống thành Goloa vẫn đi tiếp với tư cách là đội thứ ba có thành tích tốt nhất. Nhưng có lẽ đó không phải là mục tiêu mà đoàn quân huấn luyện viên Đời chạm hướng tới bởi mục tiêu thực sự của nhà đương kim vô địch World Cup chính là chức vô địch Euro 2020, được đánh giá rất cao sau chiến thắng mở màn 1-0 trước đội tuyển Đức. Tuy nhiên, ở loạt trận thứ hai, Pháp đã bị chủ nhà Hungary cầm chân tại Budapest với tỷ số 1 đều. Đây là trận cầu khá thất vọng của thầy trò đời Cham khi họ chơi rời rạc và thiếu quyết tâm. Trong khi đó, đương kim vô địch Bồ Đào Nha sau trận thắng tương bừng 3-0 trước Hungary cũng đã đánh mất chính mình khi để thua Đức với tỷ số 2-4. Lúc này đoàn quân của huấn luyện viên Santos cũng có được 3 điểm như đội tuyển Đức nhưng chỉ xếp thứ ba rõ ràng muốn giành quyền đi tiếp, Ronaldo và đồng đội buộc phải có ít nhất là một điểm trước đội tuyển Pháp trong trận đấu quyết định của bảng đấu tử thần này. Đội tuyển Pháp sẽ không có Dembele do chấn thương ở trận gặp Hungary, nhưng dẫu sao anh cũng chỉ là phương án dự phòng của huấn luyện viên Deschamps. Sức mạnh của nhà vô địch World Cup vẫn nằm ở hàng công với bộ ba Griezmann, Mbappe và Benzema. Trong khi đó, đội tuyển Bồ Đào Nha cũng chưa có được sự phục vụ của tài năng trẻ Joao Felix trên hàng công. Dù vậy, huấn luyện viên Santos vẫn hoàn toàn có thể tin vào Ronaldo và bên cạnh siêu sao này là Jota luôn sẵn sàng tỏa sáng. Vấn đề của người Bồ là cần khắc phục những sai lầm của hàng thủ đã mắc trong trận thua 2-4 trước tuyển Đức. Đây là trận đấu tái hiện chung kết Euro 2016, nơi đội tuyển Pháp thất bại trước Bồ Đào Nha ở hiệp phụ. Nhưng thực tế, Pháp vẫn nhỉnh hơn khi đã thắng đối thủ 3 trên 5 lần gặp gỡ gần đây. Phong độ của thầy trò De Sam cũng tốt hơn với chuỗi trận bất bại. Còn Bồ Đào Nha đã để thua 1 trên 5 trận gần nhất. Thưa quý vị, tỷ lệ kèo 90 phút của trận đấu này, Pháp sẽ chấp Bồ Đào Nha 1 phần 4. Pháp đã chính thức giành quyền đi tiếp, nhưng trong cuộc đối đầu đỉnh cao với đối thủ ngang cơ như Bồ Đào Nha, có lẽ nhà đương kỳ vô địch World Cup không muốn nhận thêm một thất bại. Trong khi đó, Ronaldo và đồng đội cũng phải có ít nhất thêm một điểm để đi tiếp, nên người chơi có thể đặt cửa vào Bồ Đào Nha. Thưa quý vị, tỷ lệ tài xỉu của trận đấu này là 2 1 4. 4 trên 5 lần đối đầu gần đây giữa hai đội đều kết thúc với rất ít bàn thắng. Đây có lẽ cũng là trận cầu không ngoại lệ bởi cả hai đã quá hiểu nhau. Bất cứ sai lầm nào cũng có thể phải trả giá, nên Bồ Đào Nha cũng như Pháp không dám mạo hiểm dự đoán của thể thao văn hóa hai đội sẽ hòa nhau với tỷ số một đều cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại